ta nói. Trời ơi, mo rồi đây á hả, quá trời tráng sĩ đột nhập nhà tôi luôn, một tráng sĩ cam, một tráng sĩ hồng nha quý vị. Đó, đây mọi người ơi, đây là ca sĩ Ngọc Châu với lại Cao Bá Thông. Hai người đột nhập vô, ủa làm gì mang bếp vô nhà tôi, tính làm gì vậy, dọn qua đây ở hả? Làm thịt chị. Ủa làm thịt tôi hả? Đó, đây mọi người ơi, hôm nay là coi như là trai đẹp đồ model day đồ bất ngờ xuất hiện đồ, không biết chuyện gì xảy ra mà rần rần quá nha. Giờ có đem vô rượu làm thịt chị nè. Vậy hả? Ê, có mang bộ bài qua không vậy? Có chứ, phải có. Mang bộ bài nha, tối nay cờ bạc. Thầy bói sao thiếu được. Đúng. Ủa sao biết hay vậy? Có bói em chưa? Đâu có, em qua tới Hawaii nó trải chiếu qua biển nó coi bói luôn vậy nha. Vậy hả? Coi như cái dàn khách du lịch có coi không? Khách coi luôn, nó coi cho khách từ dưới biển lên tới hồ bơi luôn. Vậy hả? Là đang bơi kéo lên coi luôn hả? Ê gì, nó có vô không ta? Khách chờ bơi là vô luôn. Vậy hả? Trời ơi Thông ơi Thông, vậy tối nay em coi cho chị nha. Thông, tối nay em trải bài ra em coi cho chị để coi cuộc đời chị ra sao. Đố cái Nga hôm nay là món gì? Món gì nè? Tôi thì tôi thèm món bánh căn miền Trung, mà sao tự nhiên mang mấy cái trứng cút là sao tôi không hiểu nè. Đúng rồi, bánh căn là cái trứng cút. Trời ơi, sao trong này có gì vậy? Đây bột. Thay bột sẵn luôn. Thay sẵn luôn hả? Mắm làm sẵn luôn. Ôi chết thì chết, trời ơi chết. Xíu mại luôn. Ôi cái này hấp dẫn nè, cái này hấp dẫn nè. Ê, làm luôn, ủa làm sẵn luôn hả? Ê, làm sẵn luôn, đó giờ hâm lên rồi. Trời ơi, đã quá mọi người ơi, thôi chạy vô làm liền đi, đó, mod ở đây thấy không? Chúng tôi đang yêu cầu gửi vốn khoảng chừng mấy trăm ngàn gì đó để mình mở tiệm cho Ngọc Châu. Ủa, chuyện gì á? Sau đó giảm nghèo. Thì gửi vốn để mở tiệm. À, không có đòi mở tiệm cho bánh căn cho em. Đâu, phải mở đi. Em mà mở đảm bảo đông khách. Em mở đi, chị ra chị ủng hộ mỗi ngày. Món ăn của tôi đam mê. Hai món thôi là bánh căn và bún bò. Chính xác. Ủa bún bò ai nấu? Đấy. Em nấu luôn hả Châu? Ừ. Ê, thiệt không vậy? Bữa sau. Trời ơi, cái món đó tôi đam mê đó. Giữa tuần này là món ở đây phải không? Đây, cái bữa nào pha đây? Tân Gia nhà em đi, Tân Gia nhà em đi. Tân Gia nhà qua bữa không? Ủa, Cao Bá Thông dọn nhà mới hả? Em đầu tháng 6 hôm qua em sẽ mở cái phòng thu. Nó mới mua căn nhà cũng có 800-900 ngàn rồi chị. Trời ơi, chết rồi Thông ơi Thông. Em đi quay phim rồi đi coi bó dạo mà kiếm được biết bao nhiêu tiền. Đặc biệt mở phòng thu nha. Cái gì? Mở phòng thu. Mở phòng thu luôn hả? Thế hả? Quay MV cho Ngọc Châu nè. Quay chương trình gõ cửa thăm nhà cho Thúy Nga nè. Đi coi bó dạo nè mà mua nhà triệu đô. Ghê không? Trời ơi, trong khi tụi tôi ở cày người muốn chết. Em hát lòi cơm nè. em bán thuốc nè. Em bán bông nè. Rồi em bán đủ thứ. Có bán thân không? Thiếu điều này em đi bán thân luôn. Mà còn chưa có mua gì luôn. Mua một cái lều còn chưa mua nổi. Trời ơi Thông ơi Thông, em làm chị surprise quá Thông. Ôi. Để mình tập chị với số cào đi. Ủa coi như là mua giấy chắc con chúng số mà âm thầm giấu. Đó, chắc vậy. Chứ đó. Làm sao mà bó dạo với quay phim mà có thể mà gặp đại gia nói đi. Không, cái này chắc cái này bụng đại này là cũng có đại gia rồi. Đây phối thầy cho đại gia. Không có đại gia nào đâu. Sugar mama đồ. Đó, đây mọi người ơi. Bếp vô bếp thôi. Đây là chúng ta có một món ăn rất là ngon, đây là em của Cao Bá Thông nha. Đó, đây là một bạn tên Thanh. Em của Thông phải không Thông? Đó, nãy giờ là em Thanh vô đây đó. Trước rồi, em ruột đó. Bây giờ là chưa đúc gì mà hâm lẹ vậy Thông, mày ham ăn quá à. Mày thủ tục, mày không có đúng gì trơn á. Chị cũng muốn gì nữa. Hôm nay là một ngày tụi em rất là hạnh phúc. Em rất là hạnh phúc quý vị, chứ không phải là tụi em một lúc có hai tráng sĩ bước vô nhà phục vụ luôn. Coi như em phục vụ chị từ chân tới đầu hay là từ chân tới đầu hay là sao? Chị muốn tới đâu? Thì em làm được tới đâu? Cái quan trọng là em làm được tới đâu. Em là tới đâu em cũng tới hết á. Phải không? Cố gắng nha. Nó là mình làm được nha. Vậy là hôm nay là từ chân tới đầu. Quảng cáo 2 ngày. Còn em làm không hết để em Thông làm tiếp. Thông nó chỉ có làm đó. Nó chỉ làm vậy thôi nè. Nó lấy cái lá bài làm hết rồi đó. Ồ, hôm nay Thông sẽ coi bài tarot cho tôi hồi hộp quá. Bữa hôm Thông nó có coi cho chị rồi. Nó nói năm nay có lộc vậy phải không Thông? Tháng mấy á? Có, bữa hôm có nói á, mà chị cũng như... sầu riêng về bán hết sạch. Không thì đó, cái ăn chơi thôi đó mà cuối cùng quay cái mà ta thích quá, coi như không có hàng để bán, bữa nay lén giấu lại thùng.
tối tụi mình đã bán. Yeah, wow, wow. Ủa, hôm nay mò đây người ta hỏi mua quá trời, mong có không có để bán luôn, bó tay. Sầu riêng, có sầu riêng ăn. Có sầu riêng ăn quý vị, tối nay là tụi em sau khi ăn cái món bánh căng Nha Trang, rồi sau đó tụi em sẽ sầu riêng, yeah, sau đó rồi tụi em sẽ sầu chung với anh Thông chẳng nữa. Em coi lộn, cái lọc là lọc của em, lọc ăn bên nhà chị. Vậy hả, chứ không phải là lọc, chứ không phải lọc của ấy hả? Không, tôi có lọc, tôi biết tôi đang có lọc mà, lọc bất ngờ lắm. Đó, ví dụ như nè, hôm nay là đây nè, Ngọc Châu nó là chị Nga ơi, chị ở nhà không, nó chi vậy? Tưởng qua tặng hoa phải không? Thôi, em chạy qua đây để em làm món bánh căng miền Trung cho chị. Thì tại vì bữa sau cái chương trình chị ghé thăm em đó, xong rồi... Mấy tháng rồi đó. Lâu quá à, hả? Rồi mới gặp lại á. Chị có hứa là làm cho chị Nga ăn thêm một lần nữa, xong rồi cái mấy lần... Chị Nga chỉ bận đi show mít à, đâu có thời gian làm đâu. Bây giờ đó em qua thường xuyên đi. Rồi với lại á, biết sao không? Mai mốt đi Hawaii á, mang theo cái nồi bánh căn á, làm mấy cái tour du lịch. Tối ra biển ngồi đổ ăn. Không. Trời ơi, xuất sắc nha. Xuất sắc luôn. Có cái bàn đá ngoài biển á. Đấy mà quan trọng là có sắp được cái nồi đi theo không? Này nó gọn lắm, nó gọn bưng. À, không. Ừ. Nhưng mà khách mấy chục người rồi sao phụ vô nổi cho. Ăn thôi chứ khách nào ăn nổi. Không. Em nghe nói đi làm. Hả? Nhà cũ nào nhà thèm á. Thôi nói chứ em cũng ngỏ ý là bữa em nói chị rồi đó. Nếu mà lúc nào sắp xếp sắp tới để lên một cái lịch. Cái tour đi. Rồi đi cái tour tụi em nha. Đi cái tour phải không? Dạ. Cái gì chăm chơi là có chị. Dạ. Ăn chơi là phải kêu chị mới đúng. Dạ. Thì rồi đó. Mà chị ngồi chị nói tràn trong đoàn không là cũng đã vui rồi. Dạ. Cái đó là chị tưởng tượng thôi chứ không biết có vui không, tôi cũng hứa nha. Nhưng mà biết là vui đó. Tại vì độ khùng của tôi thì ai cũng biết rồi ha. Đó. Ủa, trước khi ăn là phải rửa gì đó hả? Dạ. Trời ơi, cất từ ngày giờ, từ cái ngày đãi tôi tới giờ chưa rửa luôn hả Châu? Đó, em ăn miếng đó chứ, nhưng mà tại vì khu bánh căng đặc biệt là mình không có rửa nhiều thì nó sẽ mất đi cái lớp cháy của nó không ngon. Ồ, là phải phải mình chỉ chùi tình. Cái bụi thôi. Dạ, chứ còn cái lớp này nó càng đen á thì nó càng ngon, bánh nó mới rốc và nó lúc này nó cũng giòn bánh đó. Ồ, vậy hả? Trời, tôi đâu biết đâu, tôi tưởng là anh em kỹ em sửa rửa bụi thôi. À, vậy hả? Đây mọi người ơi, đây là chi tiết của những cái khuôn bánh căn từ miền Việt Nam đem qua nha. Nay Ngọc Châu đang làm rồi đãi tụi Nga ăn cái món bánh căn nè. Cái gì xong luôn rồi đó hả? Có cái chơi rồi đó hả? Đã gì ta? Ê, cái khuôn bánh căn này em còn bán không Châu? Vẫn còn chị. Vẫn còn phải không? Vẫn còn, có sẵn quảng sách quảng cáo luôn đi. Một cái khuôn gì nhiêu tiền vậy? Dạ. Ở Cali đến mua tại tiệm là 60. À. Còn gửi đi tiểu bang thì là 65 đồng. Ủa sao ship gì rẻ vậy ông? Dạ. Thì tại nó nhẹ em chị nhìn vậy chứ. Ủa vậy hả? Dạ. Nhưng mà rồi nó có bị bể không? Em cuốn bọc hết mấy cái bubble lại cho khách luôn. Ồ vậy là hả? Là không bao giờ bể. Ôi đây nè, đây là cái bếp này chế rồi phải không? Xong cái khuôn mình vẫn vậy. Ừ, hay á. Hồi xưa của mình là đổ bếp than, nhưng mà bây giờ mà nếu bếp than thì ai cũng sẽ lười không làm. Đúng rồi. Đó, giống như bây giờ mà biểu mà đang thèm mà chị bắt cái bếp than lên là lười liền. Đúng rồi. À, bây giờ đó, than bên Mỹ thì nó mắc hơn thịt bò. Thì bởi vậy mới nói. Đúng rồi, mà than bên Mỹ á, nói bếp than ai cũng lười thiệt đó chứ. Bây giờ mà nói làm bếp than là người ta làm biến lắm luôn á. Đây mọi người đây nè, ai mà dân miền Trung mà thấy cái này là mơ liền à. Đó, thấy không cái khuôn bánh căn, thấy không dễ thương không, quá trời luôn. Hôm nay có rủ Cát Tường, mà Cát Tường nói khuya Cát Tường mới bay về, trong thôi là có bả đây nữa là vui lắm luôn. Cái bánh mình có ăn không, mình phải bỏ chén ăn luôn. Rồi đó, giờ chỉ có chở khuôn nó nóng lên là đổ thôi đó. Nó là chơi thôi đó. Mắm hâm miếng đi, mình xin cái tô để cái tô hâm miếng đi. Mình ăn mắm thường hay mắm nêm vậy? Em làm mắm thường không có. Trời ơi, Thông nó ăn riết mà nó chuyên nghiệp ha, nó biết làm gì luôn á trời. trợ lý đắc lực của nhà hàng mà. Trời ơi, Thông nó chuyên nghiệp cái món này ghê luôn á Thông. Giống như em ăn, mẹ em ăn thường trực, em mới rành rõi biết cái gì vậy luôn á trời. Là em ăn trực thường trực. Ăn trực thường trực. Không, tôi nghe đồn là anh Ngọc Châu nuôi anh khôn lớn là nhờ cái bánh căn này đó nha. Trời, hành mỡ đâu quý vị. Đồ trứng nè, thấy không? Món ăn rất là đơn giản, dân dã mà lại rất là ngon nha. Món bánh căn xịu luôn. Chúng ta là mọi người đến vô nhìn cái bếp ga của chị, nhà chị Thúy Nga nè. À. Đó, cái bếp này là đặt cái khuôn lên là vừa in luôn. Làm tiện luôn.
là à, nấu mình làm tại đây được. Đúng rồi, tại tại nhà thì mình nếu nhưng có mà nếu mà mình muốn ăn vui vẻ thì ra đằng trước bàn đó. Đúng rồi, nhiều đúng nhà rồi, là cái bếp xong có cái bàn ăn liền luôn. Đúng rồi. Thì mình đứng mình đổ chung cái mình ăn luôn. Đó, còn ví dụ nhà chị Nga là cái bếp riêng, cái phòng ăn trên. Rồi, thì em nói xong cái chị muốn làm một cái bếp kiểu đó ghê vậy đó. Đó. Ai da, làm cái bếp đó hơi con bụng cũng ngán tiền lắm đó nha. Đó, bây giờ em lại như em là em đặt cái cửa tường này ra, em design cho chị luôn nè, đặt cái tường này ra. Là nguyên cái bếp dài ra là nhà chị rất đẹp luôn. Xúi quá, xúi quá. Xúi quá. Đẹp đâu? Anh Châu về sai rồi, chị Nga là phải mua căn mới làm riêng cái bếp vậy á. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Cái căn mới phải đập ra. Làm hết bếp dài luôn, bếp dài luôn, nguyên cái bàn dài luôn cho anh Thông. Không, em có tiền không cho chị mượn đi Thông. Em có tiền không cho? Ủa, nó mới mua nhà thiệt hả Thông? Thắng mới dọn vậy? Đầu tháng 6. Đầu tháng 6 hả? Xong hết rồi đó hả? Ủa sao âm thầm mà lẹ vậy trời? Không, dọn qua nhà mới thôi. À vậy hả? Ở chị mua nhà không tính sao chứ. Ồ vậy hả? Thôi miễn có nhà là được rồi phải không? Dạ. Yeah. Đó, nói chung là tình hình là hôm nay là tụi em có một ngày more day mà cứ tưởng là giống như không có gì vui mà rất là vui nha bà con, rất là vui luôn. Đây, buôn bán sầu riêng mà không có hàng quý vị, lén lén giấu lại được thùng sầu riêng rồi lát nữa đập thùng cho mọi người ăn. Trời, nó ngon mức độ mà người ta ăn xong người ta quành lại. Ê, sầu riêng muốn thần hay là ri sáu chị? Ri sáu á. Wow, ri sáu ngọt. Ừ, đi sáu không ăn nó nhẹ nhàng chứ không có ngọt lắm đâu. Tại sao không có lấy trứng gà nâu mà trứng gà trắng ta? Em đi Costco em thấy trứng gà nào mua. À vậy hả? Người Mỹ thích ăn trứng gà trắng, còn dạ, người Việt Nam mình thích ăn trứng gà đỏ. Thật ra cũng như trứng gà. Phải không? Thì em chả biết nữa. Mà như trứng gà nâu nó mắc hơn á. Ừ, nó organic á. Ở Việt Nam mình chị nghe nhớ cái này trứng vịt á, đổ bằng trứng vịt á. Đúng rồi. Màu cam á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thơm hơn. Rồi xong nói tôi chạy ra chỗ ở đây có trứng vịt không ta? Có. Em ít khi mua trứng vịt ở đây lắm, em không để ý. Trời em ăn đi cũng ngon lắm. Ở ngoài chợ ABC á, cái chỗ mà chỗ trứng Long An đó. Là có trứng hột vịt lộn, trứng vịt lâu rồi em không mua trứng. Vịt em sợ ăn bị mùi vịt. Không, rất là ngon. Rất là ngon. Nó béo và nó đậm đà lắm. Nhưng bữa hôm em làm trứng gà ăn cũng ngon lắm rồi. Dạ. Cái này trứng cút. Cảm ơn không mà nó mê trứng cút. Em người bự chứ ăn trứng nhỏ nhỏ. Lấy sao mua trứng ngỗng nữa. Nay mò đây à, thầy Lì tặng cho Nga một cái gọi là cái bình hoa trái cây quý vị. Bằng tất cả các loại trái cây chân vô đây, rất là dễ thương. Ngồi đâu? Ngồi, mình ngồi xung quanh đây cũng được nè. Đó. Đó. Đây là nguyên cái ca bột nè quý vị. Ủa rồi bột mình có bán luôn không? Không, bột em chỉ cho mọi người mua cái gạo ở trong Walmart á. Có cái loại gạo đó, em có cái hình em sẽ gửi cho mọi người mua. Tại vì cái gạo của Mỹ á, nó khô. Tức là người Mỹ không ăn gạo dẻo giống như mình. Cái gạo của Mỹ nó rất là khô, thịt khô như vậy thì đổ bánh nó sẽ giòn. Nó cứng, nó giòn cái bánh lắm. Mà sao em tìm được cái nguồn gạo mà làm cái bánh căn hay chứ hả? Đâu, lúc em qua em thèm, sao em cũng thử nhiều cái loại gạo. Nhưng mà tại gạo của mình ăn lúc nào phải dẻo phải ngon. Đúng rồi, thì lại làm không được. Vô cái bánh căn nó cứ bị dẻo, nó ít giòn. Sau cái em đi tìm thì em mới thử vô trong hôm bữa đó là ai cho em cái bịch gạo đó đó. Là của mấy người già ở đây nè, Mỹ hay cho nhà họ đó. Xong cái em lấy cái gạo đó em ngâm thử. Cái em đổ thì em thấy cái bánh nó giòn ngon quá, thích. Thế là từ đó tìm thấy Walmart còn có bán. À là Walmart có bán. Walmart có bán, tức là phải đào ra là gạo của Mỹ. Lát nữa có gì không? Chụp hình gửi lại nha, bỏ lên để coi như ai mà dân miền đúng Trung rồi. Thích ăn bánh căn hay không? Mình đơn giản cứ càng rẻ là càng ngon. Đúng rồi. Càng rẻ càng ngon. Cái món này là món nhà quê, đúng nghĩa là ở miền Nam mình gọi là món nhà quê, cho nên là cái gì mà rẻ là nó sẽ ngon. Đúng trứng rồi. Mẹ là vô vườn nhà có nuôi lấy ra đập bỏ vô. Đúng rồi. Hoặc là mình dân biển mình thích bỏ mực, bỏ tôm, bỏ gì lên cái bánh căn cũng được luôn. Nấu cái này nó giống như là nghệ thuật vậy đó.
giống chơi đồ hàng nhá. À, giống chơi đồ hàng, đồ chơi thiệt đó chứ. Mà ông kiếm được cái khay này ở Việt Nam đem qua phải không? Không, khay này em mua ở trong 99 cent. Ôi trời ơi, nó có nguyên set gì luôn hả? Nguyên set luôn chị, đã không? Mà có 99 cent hả? Đó. Gì rẻ vậy? Gì đó. Ôi chết thì chết thiệt hả? Em nói thiệt cái bộ em. Ủa sao em lùn đâu được hay vậy trời? Ồ, 99 cent đây nè mọi người. Trời ơi, đúng đúng là Ngọc Châu quá ư là gọi là khéo léo mà tìm được những cái khay mà như là để bánh căn xin mà không ai nghĩ ra luôn á. Cái đầu này em sẽ thử coi bột nó ok phải không? Cái quan trọng là cái bột đó mọi người. Cái bột mà xay coi sao nó vừa chưa đó. Em nghĩ ok, thấy em đổ vô cái nó nổi bọt lên liền á. Đó, nó nổi bong bóng lên là ngon. Nó nổi bong bóng là thành công á phải không? Đúng rồi. Thấy nổi quá trời nổi rồi đó. Đó. Em sẽ thử hai cái trước. Phải thử trước phải không? Thử gọi là thử, mình là mình thử chay luôn hả? Thử chay, đỡ tốn trứng. Chứ thông có công mà đổ nhiều trứng mà nó la. À vậy hả? Rồi đây là một món ăn dân dã vậy ăn. Thông ơi em lẹ quá Thông, giống như em chuyên nghiệp mức độ Thông, mà. Lấy ớt nữa Thông. Lấy ớt để đâu? Phải có ớt nữa Thông em, à. Em vô lục đâu? Em không ăn ớt nên em không ăn tầm ớt. Ớt mà ăn ớt gì? Bây giờ muốn ăn ớt gì? Ớt xay đi, ớt xay. Ớt xay hả? Ê, bây giờ em bỏ trứng vô nha. Trời hấp dẫn quá mọi người. Cái này giống như chơi đồ hàng vậy đó. Làm cái nồi to quá thì là cũng... mở này ra thử coi, đó nó chín rồi, nó còn hơn rồi. Bắt đầu làm nước là nước. Giờ Thông hướng dẫn mọi người làm chén nước chấm. Đó, nước dùng nước chấm đó là nước mắm là mình phải nóng ha. Nước chén nước mắm phải hâm lên hả? Dạ hâm nắp tất cả đều nóng đó, hết. Đó. Hành mỡ lên bà con. Nhiều nhiều lên nha. Mà xíu ngoại cái size của anh Châu làm rất là đẹp ha. Một chén hai viên. Nó vừa mình đừng có cho ba viên. Cho ba viên là nó bị sai sai phải không? Kì đó. À, cứ phải cứ cho hai viên anh Châu thôi. Ai ăn ớt thì bỏ ớt vô. Hay quá ta. Trời hay quá mà tôi không nghĩ ra luôn. Mai mốt mà tôi không muốn phiền anh Châu nữa, tôi sẽ mua cái khuôn này tôi tự xử. Đúng rồi. Tôi khỏi phiền, nhưng mà quan trọng phiền là hết bí quyết luôn. Mà quan trọng là tôi không biết xay bột nha. Bỏ vô máy xay sinh tố luôn vậy nha. Vậy hả? Dạ, hướng dẫn luôn. Trời ơi, đúng cái món tôi thèm luôn. Châu nó nói chị hôm nay em qua làm món này, yeah, ủng hộ liền luôn á. Nhưng là không có gì gọi là đau buồn. Đó, cái khay 99 cent rồi. Cái khay này mua cách đây mấy năm mà chắc hết hàng rồi quá. Không, mới, em cũng nghĩ lúc nào nó cũng có hết á. Cái này họ để đựng ly, đựng lộ gì nha. Ừ, dễ thương ha. Ồ, trong... đúng nghe nó chiên anh, nó cũng là để chiên xong nó ráo dầu á. Đó, thì cái kiểu đó đó. Rất mà rất là hợp với cái khay này luôn nha. Đẹp lắm. Này mà nước miếng chảy là sao Thông? Chị phải bắt trend chứ, phái chảy nước miếng, chảy nước miếng. Cái này gọi là ăn 6 ngày 6 đêm không chán đó quý vị. 6 ngày bỏ ra 6 ngày 6 đêm để ngồi ăn món này đó. Chị hỏi em đi ăn có ngán không? Ngán không? Chị hỏi Quyên coi, ăn cái này có ngán không? Ăn cái này có ngán không? Không đâu bé ơi. Quá wow, chỗ ngon quá hả? Bánh nó phải phồng như vậy đó mới thành công. Trời ơi, nó phồng lên nhìn cưng quá à. Yes. Wow, ra cái đó không phồng. Không, cái này nó trứng nhiều. Đó, này chưa. À, cái này chưa phồng nè. Đây nè, ớt nè, cho dành những người nào ăn ớt nè. Trứng cút. Ồ, cái này là trứng cút riêng hả? Dạ. Trời, trứng của Cao Bá Thông nhỏ xíu vậy trời. Trứng Cao Bá Thông cỡ đó. Trời, Thông ơi, sao em nhỏ quá vậy Thông? Trời, Thanh nó chơi trước luôn trời. Đúng món đam mê, nó làm lẹ quá mọi người ơi. Ngon quá nè. Để chị vô chị kêu người khác ra, người khác đang đọc sách ở chồng. Dạ đi. Đây. Món này nhỏ các ăn chưa ta? Dạ có. Ừ, các thích không? Nhớ con nhớ ăn ở đâu không? Ở Việt Nam. Mà Việt Nam ở đâu? Con có nhớ quán nào mà lúc đó con có ăn trứng vịt thay gì á. À, ăn ở Nha Trang đó. Có lần về chỗ mẹ đó. Món đam mê của gia đình em. Ôi
xuất sắc luôn. Này không có ớt xay mà ăn ớt tươi. Anh ơi, em ăn em được dặm này không hay là em để nguyên cục vậy em nhai? À, tùy theo cái size miệng đó Thúy Nga. À, tùy theo. Nếu mà size miệng to thì là có thể làm nguyên viên. Yeah. Còn nếu mà size miệng nhỏ quá thì chúng ta có thể dặm nát ra phải không? Tôi biết mà. Ê thì cái món bánh căn nó có liên quan gì mà tôi cũng chảy nước miếng là sao trời. Ngon chứ, thèm lắm, thèm. Ồ, thèm lắm nha. Ăn đi, bánh nào nóng hổi mới ra lò. Ừ, bánh mới ra lò nè. Dạ, con ăn đi, con cầm cái đũa này của con ăn đi. Tại vì mẹ con nhúng vô đây nè, con ăn nè. À, cái đợt con nhớ ăn ở Bình Thuận đúng không? Con ăn ở nhà mợ Hạ. Nhớ không? Các con ăn quá trời á. Con chỉ nhớ bên Bình Thuận. Đúng rồi, trên bên Bình Thuận. Trời ơi, để em thưởng thức nha mọi người. Má ơi, ngon ngá thở luôn. Thật ra là bận quá không có kịp kho cá. Trời, cái nước mắm ngon quá. Kho cá nục á. Ừ. Ăn cái này xuất sắc luôn. Đúng rồi. Chị ăn ở Bình Thuận là họ làm cá kho ngon lắm. Đúng rồi, em kho cá lục luôn, lục luôn xương luôn á. Là ăn luôn á hả? Ăn luôn, ngon lắm kho cá. Hôm nay là quên món đó hơn. Tại vì hôm qua ngẫu hứng lên. Qua ngẫu hứng mà chứ đâu có kịp kho. Nói mà còn hết hồn luôn á. À, mà cái món không có mặt em nha. Quên. Em sợ cá. Tù với cá. Ủa? Thì là nó chiều thông. Giả bộ nó chiều tôi chứ thật ra món nó chiều thông. Có em quên chứ tại em ghiền cá chị. Chị cũng vậy nè. Cứ thích ăn cá. Rất thích ăn cá. Ngon không con? Dạ ngon. Chú làm ngon phải không? Dạ. Cảm ơn chú Châu đi. Châu cảm ơn chú Châu. Cái thịt bằm em làm ngon quá Châu ơi. Xíu mại hả? Ừ. Em làm xíu mại mà em bỏ gì vô ngon quá hả? Rất đơn giản luôn. Sao ngon ta? Cái nước xíu mại đó với nước mắm á là em nấu hoàn toàn bằng nước dừa. Ồ vậy hả? Dạ. Hèn gì? Em làm bằng nước dừa. Với trong đó là em, trong cái thịt đó là em mâm, em dùng hành tím với hành tây rất là nhiều. Hèn cho gì? Cho nó thơm. Ăn nó ngon ghê tiêu. Luôn á. Tại vì cái nước dừa bên mình có nước dừa lon hay nấu ăn á. Ừ. Nó có cái vị ngọt. Ừ. Đó, cho nên mình cũng không cần dùng đường nhiều. Ngon quá. Mà nó ngọt thanh. Nên là tụi em chơi cái món đồ hàng mà rất là hiệu quả. Rồi, Cát Tường con này, Cát Tường thèm chết. Thì đó rồi, Cát Tường đó rồi, trời ơi, tôi xui quá bà Nga. Bút vé mà tôi không biết ngày nay ngày lễ mò rồi đây, mà tôi về đúng 12 giờ đêm mới về tới Cali. Hẹn ngày mai đi. Bà Mai Thiên Dân ăn món này của em chưa? Vâng, ăn suốt chứ. Thấy không? Trời ơi, ghiền lắm. Ghiền đúng không? Món này rất tốt. À, nó nói cái màu vàng rồi. Không, cái này trong này cũng có trứng đó con. Cái này cũng có cái trứng cút luôn. Ngon quá. Rồi, chị ngon chị đừng quên em nha chị. Thôi em ăn đi, em đừng quay nữa mà. Rồi chị quên đấy chứ, chị ăn ngon quá, chị quên em luôn á. Không mà ngon quá mọi người. Thật sự là Nga mê cái món này mà nghe nói Châu làm món này là mắt sáng rỡ liền. Đâu mà tụi mình là đâu có mê sơn hào hải vị đâu. Ngon quá quý vị ơi. Món bánh căn rất là đơn giản của người miền Trung á. Ngon quá trời ạ. Ngon hết sức cả màu ngờ ơi. Quê Ngọc Châu là đâu ta? Em ở Nha Trang luôn. Ờ, Ngọc Trang hả? Nha Trang. Em là học trưởng Lý Tự Trọng. Trời là nhà chị giỏi. Đối diện. Biết không hả? Em biết hẻm nhà chị luôn bộ. Xưa hâm mộ Thúy Nga. Rình hẻm nhà chị Nga không chứ bộ. Trời ơi, nó biết nhà tôi nghe hẻm Lý Tự Trọng biết mọi người. Dạ. Không, tại thật ra là tại vì nhà của Thúy Nga là xéo xéo với lại nhà của lớp trưởng của Ngọc Châu. Ừ, không mà nhà đó nhà ba chị. Dạ đó, con vợ đó. Với má chị không à. Nhưng mà dân mà học Lý Tự Trọng là dân học giỏi đó. Dạ. Học giỏi quá giờ qua đút bánh căn cho tôi ăn luôn rồi đó. Học giỏi mà thích đi học, ca không à. Học giỏi quá rồi đâu có mua nhà được em ghi thấy không? Ừ. Cao Bá Thông quay phim mua nhà. Bởi vì hâm mộ quá. Những người có một cái căn cơ hết. Nhưng mà em yên tâm đi. Em mở nhà hàng này đảm bảo em mua liền. Anh mua biệt thự không? Anh mua tới dinh thự ở núi luôn. Ngon quá mà. Anh ngại mua nhà vậy anh thích biệt thự. Ngon quá. Rất là ngon luôn. À, ngon em biết rồi chị. Nhưng mà em chưa được ăn nè. Trời em đi. Để chị ăn no rồi xong rồi chị quay em ăn. Hiểu không? Em cứ đợi cái nào mà chị Nga cảm thấy no thì Nga sẽ quay cho em. Mà cái vấn đề cái món này không có biết no. Rồi nè, có nè. Cận cảnh đây nè, thấy không? Cái trứng cút nào mới mọi người,
cắn ra một cái nó nằm ra trong đây nè. Thấy ngon không? Nhìn nó trắng ngoài hơi, cho trong nó là một cái lòng vàng nha. Ngon quá Thông ơi. Chết à, ướt cái máy quay phim nè. Má ơi. Ướt máy quay phim. Ướt máy quay phim chị Nga này. Đúng cái món mà tôi mê luôn. Ghiền luôn. Châu nãy giờ em ăn chưa? Chưa. Thôi thôi em đừng ăn, em làm cho chị ăn no rồi em hẳn ăn, hiểu không? Tốt ghê vậy đó. Thôi không sao đâu. Tí nữa quá. Ngọc cho sẽ ăn sầu riêng bù. Cái thịt riêng này nè, mua bánh mì ăn cũng ngon. Đúng rồi. Này xẻ nó mà cái miếng sốt basone vô ha. Thôi đừng có tả. Giờ tôi đang ăn kiêng đó má. Trời ơi, tả ra một cái là hả? Tới cái tuổi thèm ăn sao dễ ăn quá à. Cái gì biết nữa không? Thèm bánh mì và chả cá. Kèm chan nước mắm keo vô xong rồi hành phi, hành lá rồi vô đó nha. Rau răm rồi vô. Tả không muốn chết luôn à. Dân nhà Trang ngồi nói chuyện món miền Trung không? Càng thơm mấy cái bánh nó càng giòn ăn càng ngon à. Đó. Chứ không. Sao mẹ mở cái cửa? Mở cho thoáng coi, tại vì chú Châu làm cái món này. Con tí con ngồi con sẽ nóng là nóng. Cái món này là trời mùa đông á, làm ăn ấm áp lắm nè. Gia Đạo ngồi quay quần bên. Mấy cô chú nó bên phía là miền Đông chờ hết giờ. Hả? Cô chú nào mà ai từ bên tiểu bang miền Đông á, ăn cái này mới phê nè. Đúng rồi, cái này khách của em mà mấy cô chú ở bên miền Đông mà dân Nha Trang mình á. Hồi cái show ra... hồi cái show chị ghé thăm em á là sau đó xong là cháy bếp đúng không? Dạ. Chị biết mà. Tại mọi người là coi như là cứ vô nói là đồng hương ha chị em mình. À. Cái mua là... quá trời luôn phải không? Ngày này mua nữa. Ê, nếu mà nhà nó đông người phải chị nghĩ phải mua hai cái bếp này. Có em có mang á. Thì ý em nói là cái bếp trong nhà chị ở trong kìa. Cái bếp đó mình để 3-4 khuôn gì là được. Thì chỉ cần hai người đứng đổ thôi hoặc là một người cũng được luôn. Thông đang ngồi chờ. Một lần Thông ăn được mấy cặp không? Không nhớ. Cỡ 10 cái. Là 10 cái đơn hả? Dạ, 10 cái. Nó ăn 10 cái đơn thì đâu có nhiều. 10 cái đơn là có 5 cặp à. Ủa chẳng lẽ tôi ăn bằng anh Thông hả trời? Em ăn 10 cái xong rồi em nghỉ rồi chứ anh. Không biết mấy đợt nữa. Ăn nghỉ 5 phút mà ăn 10 cái nữa hiểu không? Trong nghỉ ăn tiếp nữa. Cát nãy giờ ăn được mấy cái rồi con? 3-4 cái. Không biết. Ngon không? Con ăn thịt đi. Con nhai thịt đi. Cái này sòn mấy cái. Xíu mại ngon thiệt chứ. Ngon ha. Cái xíu mại làm xuất sắc luôn. Trời ăn no ngập mặt xong bây giờ miếng thịt nhớ quên uống rượu. Ê mà ai ăn bánh căn muốn rượu giờ ta? Không sao chị, tại vì cái nãy giờ mình ăn nước mắm nhiều á. Ô á kết hợp á, không thông. Cái này mình tẩy cái miệng chứ mình ăn tiếp, hiểu không? Không, ô á kết hợp luôn á. Thôi nè, tôi thấy tội nghiệp mấy nè, nãy giờ nó chưa ăn luôn nè. Cho ăn đi cưng. Thôi để chị làm cho. Đổ từ từ vậy là ăn từ từ. Thôi em làm chứ thiệt, cái chuyện nó thiệt, cái tin không? Chị mà làm lát nữa là bể hết 6 cái chén luôn. Ê mà cái bếp này thì nó không có thăng bằng cái kia. Không phải, có thể là cái này nè. Nó. Không, hồi nãy kia đổ em nó cái bếp này nè. Em muốn đổi lại không? Đổi lại cái bếp kia đi. Ăn cái uống như đồ hàng vậy đó. Rồi cái này mà đưa tôi nha, tôi quần một cái lát nữa là 6-7 cái chén này là bể thành bành luôn. Dĩa bay chén bay. Cái này là phải khéo tay đó mọi người. Giống như là cái tay phải đổ đổ. Nó phải mua luôn cái sẻng này nữa phải không? Nguyên set nó có sẵn luôn chị, em đưa sẵn là có sẵn hả? Là có cái này với cái gì nữa? Đó, nguyên một set là cái khuôn inox dưới nè. 6 cái khuôn bánh nè. Cái cây này bánh. Cái cây này bánh. Thấy cưng quá à. Cái này là vô 99 cent mua nha mọi người ơi. Rất là dễ thương mà rất là phù hợp với chương trình. Nóng không? Nóng cầm luôn. Hôm nay có rủ bay rồ. Mà bay rồ nó nói là hôm nay là ngày của vợ nó nên nó phải đi ăn với vợ. Ngày của mẹ chứ bộ của vợ đó mà. Ngày của mẹ, không mẹ nó cũng là vợ nhà. Rồi. Vợ nó cũng là mẹ nó rồi. Lo cho nó đủ thứ vậy. Ăn này công phu quá à. Đây nè mọi sống. Người nãy giờ Châu làm quá trời bây giờ mới được ăn. Sao làm vậy? Quay quá trời giờ mới. Thôi xạo đi. Nãy giờ một mình em là ăn nhiều nhất á. Bây giờ nó mới được ăn hiệp thứ ba. Mới ăn được hiệp thứ năm á. Thôi mọi người vô cùng đi. Vô. Chúc mừng đi. Vô. Happy Mother Day. Happy Mother Day nè.
cái muỗng này vô ăn ngon hơn. Không mà ngon quá hả? Cái rượu này đâu vậy? Ngon lắm chị nghe. Em hồi dạy không nó nhẹ rượu. Nó nhẹ lắm, nó chỉ có 5% mà. Mẹ muốn cái đó, nó bằng cái đó mua đâu vậy? Qua mạng. Ủa vô qua mạng đó hả? Có cô có luôn. Có qua mạng. Mà chai nhiêu? Mấy đồng. Vậy hả mà ngon quá hả? Chai lớn thì như là anh mấy. Rất là ngon luôn á. Có xỉn không vậy? Dữ nhiều xỉn tại nó 5%. Nó bằng bia á, đâu đó gần bằng bia á. Ngon ngon ngon, rất là ngon. Đó, ổng làm cho mọi người ăn ngập mặt, bây giờ mới được ổng được ăn đó trời. Ngon quá. Ngon ha. Mình ủa làm. Tự làm tự khen vậy đó hả? Một tuần em ăn được mấy lần món này? Thật ra này em xay thẳng em để trong tủ lạnh á. À cái mỗi ngày em về em tự em đổ em ăn vậy. Em thích thì đổ ăn thôi. Như là ăn này thay cơm được luôn đó. Ghiền cái mức vậy đó. Trời ơi, ghiền mức độ mà không ăn cơm chỉ ăn bánh này thôi đó. Này nếu mà cơm thì cơm xay gạo xay. Em ghiền cái vị mà nó cháy cháy của cái đáy đúng bánh rồi, nè. Đúng rồi, giống như ăn sơn cháy. Yeah. Không mà mình làm cái này qua bếp ga nó gọn, cái bếp than người ta lười. Trong những bếp than nó ngon hơn người ta. Thật ra nó cũng được xem, cái quan trọng là cái khuôn cái, đất này. Cái khuôn đất như mình làm cháy. Cái khuôn đất nó cái hương vị của cái đất nung nó mới quan trọng. Nhưng mà chị thấy Châu làm là giống y chang làm lò than. Yeah. Cái vị ăn nó y chang luôn, nó giòn mà nó mỏng. Mà đặc biệt là cái bánh căn của Châu làm nó sốt lắm quý vị. Rất là ngon. Ăn không có cảm giác như cục bột ha, nó đặc. Đúng rồi. Nó nổi lên cái lên rễ tre gì gì luôn. Đúng rồi, nó nổi rễ tre phòng. Cái gì? Em còn bụng để ăn sầu riêng không? Em có bụng riêng, một cái bụng riêng để chứa sầu riêng. Không, chị nhìn cái bụng em thì chị thấy chị trong đó em có 5-6 cái bụng. Để em chứa đó. Chứ chị ăn mà chị chồn chừa bụng để chị ăn sầu riêng là sao? Không phải chừa. Em có cái bụng riêng để ăn sầu riêng. Ôi, nó ngon quá mọi người. Ăn đi. Cái hành mỡ cũng ngon nè. Cái hành mỡ này ăn cũng ngon nữa. Phải nhiều hành á. Ờ, nhiều hành. Trời ơi, tôi giờ tôi chỉ lén tôi bỏ miếng hành vô, tôi quớt tôi bỏ miệng vô, tôi không dám. Chị yên tâm, em bỏ có một muỗng dầu ăn thôi đó chị nhìn thấy ngang. Mà sao làm ngon vậy? Dạ. Yeah. Cho nên yên tâm là em cũng sợ dầu mỡ. Cho nên là hành của em là có một muỗng này nè, một muỗng nhỏ dầu ăn thôi đó. Trời, cái thay trứng là hết luôn á. Ghê không? Ba. Không ăn mạnh thiệt hết chứ. Em có ăn gì đâu, nãy giờ. Ôi. Mà hồi nãy là 50 trứng gà nữa ha. Mấy cái khay trứng gà hết chưa? Còn kia. Ờ, thôi, mà ăn vừa vừa thôi chứ. Cái bánh. Bốc khói gì nè, đã không? Mở ra cái mặt trong á. Thôi mình phải chọc tao mà. Phải chọc làm tao thèm. Nghe nè, nghe tiếng nè. Nó giòn phê vậy. Em cũng vậy nè quý vị. Tính không ăn nữa mà má mình không nó làm tao ghét quá à. Tao không phải ăn nha. Nó giòn nè quý vị. Mỏng tan à. Ê, làm này xong là khách sẽ khuyến khích Ngọc Châu mở một tiệm bánh. Nó ngon quý vị. Giòn mà cứng, giòn mà mỏng. Mà đông vừa ha, cho làm vừa ăn luôn á. Mình vừa no là cũng vừa hết bột á. Nhưng nó ước lượng được á. Làm chuyên nghiệp quá rồi. Chúng ta ăn này cũng tinh bột không cái gì. Ít cũng vậy, nhưng mà chỉ gì không? Gạo đã ngâm qua đêm. Con gà nó đã ra bớt hết cái chất dinh dưỡng rồi. Ồ, vậy là nó không phải là gạo không? Nguyên chất. Mất đi cái cáp nhiều. Tức là khi mà mình ngâm là nó mất hết chất ở trong. Ở đây. Cho nên đó là lý do mà chị ăn được nhiều hơn là ăn cơm. Chứ nếu mà nó mà có cái nhiều cái chất dinh dưỡng ở trong là bảo đảm chị sẽ bị no liền. Đến phiên em. Đến phiên em những cái gì mà cháy cháy vào lưng nè. Em là thích ăn cháy. Không, phải cháy thì mới ngon. Ngọc Châu rất thích ăn những cái gì mà cháy. Mấy cái đầu nó chưa có cái mùi cháy ăn không cả. Châu nó nói đúng á, làm xong này đừng có rửa cất luôn vậy. Thiệt mà. Tại vì mình nãy thì mình đâu có làm gì dơ cho mấy đâu vậy thấy không? Không có dầu mỡ. Khi mình dùng mình còn lấy khăn ướt mình chùi lại thôi. Để em làm em trải nghiệm thử coi. Em coi có đồ nóng quá Châu. Nóng. Ngồi cái bếp này cũng điên lắm nghe.
cho thằng Thông nó ngồi đây là thiệt á, nhiều lúc nó cháy xém cái bụng nó luôn mà nó thật ra ăn vô mặt nó ăn vô chảy mỡ hết. Không, cái này á mọi người, làm cái món này mà đúng cái mấy mùa lạnh, mấy cái tiểu bang mà tuyết á, trời ơi, về cả nhà ngồi quay quần ở đây nè, xuất sắc luôn á. Thông, Thông nó xuống em mở tiệm, thì khi em mở tiệm xong Thông sẽ ngồi đổ. Nó từ sáng đến tối chị lấy giảm cân liền. Không, cái bụng nó ngồi cái lò bữa, cái bữa sau nó sẽ nói là em ơi, tao nghĩ là mày nên sang lại cái tiệm này cho tao ngồi. Nó ngồi đưa cái bụng nó vô cái lò là bữa sau thì nó trời không có toàn thả lắm. Không, mà ngồi ăn cái này vui. Ăn kiểu chơi đồ hàng nó vui. Không, nói chứ ở Mỹ mình lâu lắm giờ mới có không khí ngồi cái vậy ha, quay quần lâu lâu ngồi. Hồi chiều là tụi chị bàn á, nói là thôi chắc châu tới chắc ra vườn ăn, nhưng mà tới trễ quá rồi. Không, lại ra vườn hôm nay bị gió. Dạ. Gió hôm nay bị gió, hôm nay bị gió. Chứ bình thường nó không có gió thì ok. Ừ. Nhưng mà vườn phải ăn sớm, nhưng mình ngồi chơi mấy tiếng hồ này nó xuống nắng đâu có ngồi nổi. Wow, tươi được, xanh. Được mấy trái? Sao? Wow, 6 trái luôn hả? 6 trái. Ồ, thấy không? Có người 5 trái, người 6 trái, nhưng mà nó cứ phải đủ 27 bao. Hôm nay khui đi, bữa giờ tôi cũng ăn ngập mặt mà hên quá, đợt này ăn sầu riêng mà không bị nổi mụn. Cái nào ngon cho, lựa sầu riêng. Cái nào cũng ngon á. Không, cái này ngon á. Cái này ngon. Rít cái đít lên nè đó. Cái đó xuất sắc đó. Wow. Khui đi. Nhìn nó còn tươi quá ha. Ờ, đít tươi lắm. Đít nước à. Đít nước rồi nè. Nước thì ngon á. Cái đít nước rồi đó. Nước luôn rồi đó mọi người. Wow. Đây là sầu riêng của Thúy Nga. Sầu riêng Việt Nam. Ồ, nó ngon, cái này ngon, cái nó nứt hết trơn. Ngon quá ha. Thơm. Đó, bây giờ mình cứ để vậy nè. Đấy. Ăn sầu riêng, tách sầu riêng là một cực hình nữa. Không, thực ra nếu mà biết cách tắt với lại cái sầu riêng nó phải chín cơ. Nếu mà nó không chín khó thì khó tắt lắm. Nhưng mà nếu nó chín rồi thì dễ tắt lắm. Ủa đã quá mọi người. Phá, chỉ nước miếng. Nhẹ nha. Wow, xuất sắc luôn. Vàng xuất ươm sắc ha. Luôn, vàng ươm luôn mọi người. Ôi. Bởi vì tại sao có nhiều người ăn rồi quay lại ăn nữa đó. Không biết còn được mấy bữa chắc hết. Thơm ghê. Ừ. Thôi hai chị em mình vừa cui vừa ăn đi. Quá ngon. Hết chết nha. Cui hết đi ăn anh ơi. Đi mà đứng thôi. Rồi. Chết chơi ngon quá. Rất là ngon nha. Em thích ăn nhất với cái muối này nè. Muối nó không sượng luôn ha. Ôi, chà bá luôn nè. Tội nghiệp quay phim. Mình ăn đi. Ngọt lắm luôn á không? Ngọt mà nó béo. Béo không? Bởi vì hèn gì nhiều người á hả? Ăn xong mà cứ nha. Sầu riêng ngon dữ vậy. Cho chị mua nữa em. Nói em đây, em đang đi chơi rồi, em đi chơi đâu, xách theo cái thùng sầu riêng chạy lại chị lấy. Làm thấy ghét luôn hả? Chứ sầu riêng tươi mình mua chưa chắc mà được vậy luôn á. Phải không? Ngon ha. Béo ngậy nha, ngon. Thùng này bao nhiêu tiền chị? Có 140 rồi. Tại chị 3 triệu thùng sao đi. Là không có rồi. Rẻ đó. Người ngang mua cũng vậy à. 27 sao mà. Ừ, 27 sao 12kg Việt Nam mua cái gì vậy à. Sao là chị ăn cái sầu riêng ngang chị làm lắm. 27 bao là mấy ký? 12kg. Ký cũng mấy chục ngàn ha. Ký 80 ngàn ha. Ừ, người Việt Nam 90 ngàn. 90 ngàn, 100 ngàn. Trăm mấy rồi. Trăm mấy. Mấy ký giờ đó, hỏi quý vị giờ nhiêu nhớ comment dưới nha. Sầu riêng bây giờ 1 ký bao nhiêu? Nhập qua giờ quá. 5 ri nha, này 6 ri luôn luôn. 6 ri. 6 ri luôn. Ngon quá, ông mình ăn hết đi. Hộp cũng lét luôn. Hộp nhỏ xíu quý vị. Hộp nhỏ ha. Không. Trời ơi. Xuất sắc quá. Kệ nó. Nhỏ xíu xíu. Cho thằng coi phim nó đứng nó quay lại. Nhiều muối ghê chứ bộ. Nhiều chứ. Chầu lát này nha chầu. Nhiều muối không? Ừ. Xuất sắc không? Trời ơi tươi quá. À. Quá ngon. Ủa cái vỏ nó mỏng te. Mỏng te luôn á nè. Muối đã không? Ừ. Xuất sắc luôn.
Đó. Chà. Sao năm cánh luôn. Năm cánh luôn, giỏi quá. Mỏng lép luôn. Như bữa vậy. Quá đẹp. Nó dở quá bạn. Rồi. Ngon quá mọi người. Em không tin. Cái bát thông này không được chưa tin. Em không tin kìa. Chưa tin. Tại vì em nãy giờ em quay không à. Em không tin. Em tin kệ em đi. Cực kỳ hưởng thụ ấy. Rồi. Giờ mua là cứ gọi chị còn không? Còn hàng không? Rồi, ngon quá. Thôi nói ngon. Chứ để tôi đi rửa tay, tôi cho cái hàng quay phim nó ăn cái tội luôn á. Ngon quá ngon. Anh thủ nè. Ăn sầu riêng uống rượu vang. Cái này nó hơi sai. Ăn sầu riêng uống rượu vang. Ăn rồi đi muỗng rượu vang. Thanh, Thanh em. Ủa em không biết ăn hả? Cảm ơn em nha. Mà giống như là đó hay không? Má đúng món không thích là mặt vui luôn. Đúng không? Ôm béo dễ sợ luôn. Ngon hả? Rất là vừa ăn. Trời ơi, ta nói hả? Hồi chiều là tôi phải giấu cái này luôn á, chứ để mất công có người vô hốt đi phải không? Tôi phải giấu đi luôn á. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời ha. Ủa, cái miếng vàng ưa mà mọi người. Đập hộp xuất sắc luôn. Giỏi quá em ơi. Mà nhìn cái vỏ nó không bị thâm đen như là trong đông lạnh vậy đó không? Nó đẹp vậy đó. Vỏ tươi xanh luôn nè. Tại vì nó vừa nhập bên Việt Nam qua. Nhiều người có nói ủa sao hàng đông lạnh. Nhưng mà thực ra nó nhập cảng ở đây nó phải như vậy. Đúng rồi, phải để đông lạnh chứ. Nó phải vô cái khâu thủ tục chứ nó đi mấy ngày chịu sao nổi. Chỉ có riêng thằng Thái Lan nó nhập cảnh vô đây được cái kiểu mà giống như trong 24 giờ đó. Bay vô cái là ăn liền nhưng mà rất là mắc. Cũng ngon. Cũng vậy ha, đúng mà ngon. Không ngon bằng cái này đâu. Đúng rồi. Mà 500 đô thùng. Em đã ăn thử cái trái mà trái tươi luôn, đúng không? Đúng rồi, em nói gì đúng, em giống chị á. Mà ăn phí không? Thì tại vì nó bán tươi là nó bán đâu cũng 13, 14 đồng một phao. Không, 16, 17 đồng một phao. Thì nếu mà tính ra vậy là 10 phao là đã 100 mấy rồi. Thì một quả sầu riêng là 100 mấy đó. Không, mà cứ bị sượng rồi này kia đầy. Không, sượng thì sầu riêng Thái Lan cũng ít sượng lắm. Nhưng mà bị cái nó mắc quá. Hôm bữa em bị dính rồi, ăn một quả mà 100 mấy mà trong mấy cái này là 6 quả mà hàng tuyển nó mới bỏ thùng. Không phải hàng xuất khẩu, cái luật của nó xuất khẩu vô Mỹ nó kiểm tra nó chắc dữ lắm. Nên là vô tới đây bắt đầu mình mới để tan ra. Ví dụ như mình muốn ăn mà giống như kem á thì ăn luôn, nó đang còn đông đó ăn luôn, lột sột luôn. Kem sầu riêng tươi luôn. Còn nếu mà mình muốn ăn mà nó rã đông ra thì sáng nó để vậy. Tối ăn vừa. Thì là rất là ngon. Vừa miệng. Ở nhà anh có hũ kem vanilla đó phải không? Bỏ sầu riêng lên thành kem sầu riêng. Ngon quá. Đúng rồi. Xuất sắc luôn. Em hay ăn vậy lắm. Hộp sầu riêng thì có nấu lên không? Hộp phỏng lét à. Ờ cái hộp nhỏ xíu rồi thấy không? Sầu riêng hộp phải bự. Thấy không? Bự. Hộp nhỏ xíu. Hộp nhỏ quá. Ăn xong cả nhà đều vui luôn. Được 6 quả luôn. Hộp sầu riêng, hộp mít là cả nhà đều vui. Không có đâu, hộp sầu riêng tôi chưa ăn thử. Có hộp mít gì đó. Ăn cả nhà đều vui. Ôi, chung hôm nay là một cái bữa hưởng thụ rất là xuất sắc nha. Ngày lễ mò đây rất ý nghĩa. Ăn bánh căn vàng xong ăn sầu riêng vàng nha quý vị. Rượu đỏ. Rượu đỏ, rượu đỏ. Không liên quan nhưng mà cũng ý nghĩa. Rượu sầu riêng. À kiểu đó rồi không biết tối cái tối này không biết sao nha. Sầu riêng uống rượu vang. Ê có sao không vậy? Ê đâu biết. Chắc cũng rượu nhẹ mà chẳng sao đâu. Nó cũng là trái cây thôi. Cũng nhưng là mà hôm nay à, nàng Thông nó xách món quà qua nó hơi bị chỏi. Hiểu không? Ăn bánh căn mà uống rượu cái nó hơi kỳ kỳ á. Nó không vô đâu đâu trơn. Này em ăn dùm cái thành chứ không phải là của em ăn thì em cứ ăn đi, em ăn thoải mái lắm, em cho em xách về nữa mà lo gì. Thầy bói ăn xong rồi thầy bói. Ờ, chứ cha mày ăn lẹ còn ba đô nữa. Ôi, quên luôn, mém thì quên luôn á. Thằng đã ăn sầu riêng xong rồi biết còn linh không? Vậy mùa. Ê, không còn linh không vậy? Thôi ăn lẹ đi. Nói chung là hôm nay tụi em có 3 cái khâu mà bém em quên. Nếu mà Ngọc Châu nó không nhắc là chị quên đó. Ăn no, bụng no, trùng mắt, muốn đi ngủ quên. Không, bây giờ ăn bánh căn nè, xong ăn sầu riêng, đập hộp sầu riêng nè quý vị. Xong rồi tới bài tarot nữa.
Bữa giờ là em hẹn hò lâu lắm rồi đó, cũng cũng coi lâu rồi, nên em muốn coi lại coi làm sao. Chị hay á, có mình chị đọc tarot thôi á. Chứ làm sao người ta đọc cái gì? Chị đọc tarot là đúng á. Chứ người ta đọc cái gì? Tarot. Tại chữ đó là rốt ta là đọc tarot. Nhưng mà đọc đúng là tarot. Đọc tarot là đúng đúng không? Dạ, đúng rồi. Trời ơi. Ôi cái sinh ngữ nè. Sinh ngữ. Không, anh văn tôi yếu nhưng mà đợt này cái bài bạc tôi đọc đúng. Tarot đó. Không gì đi với chị Lê Giang riết mà tự nhiên chị lên á. Trời ơi, em gặp Lê Giang cái tiếng Anh em đang giỏi là em coi như level mất em luôn. Em diễn chị mấy lần bên đây nè. À. Bên đây mới vô nhà hàng mới nói tiếng Anh mà thằng Mương Bang nó sợ luôn mà. Mặt xanh luôn mà được cái bà rất là tự tin. Thì đó. Ăn đi nữa thì thông. Đúng hả? Ờ, nó giả bộ thôi, cho nên nó biết là nghe, hả? Nghe nó có đồ đem về để mình tự tốn. Cho mình cái giỏ đi. Ôi, ai ăn được ăn đi. Ăn ăn xong bắt đầu chúng ta chuyển qua chơi tarot nha quý vị. Thôi giờ người coi người ăn đi. Sợ người coi giá thẳng lắm. Cho nó không mùi. Đi đi lấy đồ hả? Thầy đi lấy đồ rồi. Thầy đi lấy đồ nghề hả? Thầy hôm nay có mang linh phù rồi cho con thầy. Trời ơi, ngày mai thì mang cái linh phù cho con đi thầy. Thầy mà không mang là thầy phù mở. Ừ. Trải bài nữa nha. Ghê vậy. Đầu tư quá hả? Là chị muốn coi vậy gì? Thì tình yêu hả? Hôm nay có anh Châu em dành riêng bộ bài cho anh Châu. Cái này là mỗi bài này là coi về gì vậy? Mỗi bộ bài nó có mỗi giới tính của nó. Em có cái... em có 25 bộ. Thôi, rồi giới tính tôi sao? Cái này là tính xanh xanh đỏ đỏ là con quỷ. Em có 25 giới tính lần. Cái này là giới tính gì? Mỗi bộ nó có một cái giới tính thì em thấy con bé này nó giống như là giới tính đó là nó hơi nữ tính nhưng mà nó kiểu mỹ con á, nó hơi mỹ con xíu nè. Chắc không hợp với chị đâu mà. Nè bộ này đàn ông nhất nè. Trời ơi, bộ này đàn ông gì, bộ này là quyền quý cao sang nè, hợp với chị nè. Ê, cái bộ này hợp với chị nha. Đẹp quá ha, mấy bộ bài đẹp quá ta. Bộ đó cố ý á. Nhưng mà cuối cùng là mấy cái bài này người ta chơi để người ta bói bài đây. Chơi gì chị, chính bài hả? Thì đâu biết đâu. Chơi xì dách. Bài này chỉ coi thôi hả? Ừ, bài này có chơi xì dách được không? Này đâu có chơi xì dách được gì đâu. Không chơi được gì trơn á, coi hình đó hả? Chỗ đẹp quá mọi người. Bộ này là bộ của cô ý nha. Bộ bài này nhiêu tiền vậy? Như cũng... nè, 27 đồng. Ôi. Chưa tới. Ê mà cái này là coi, có đi học không vậy? Có chứ chị. Phải học luôn hả? Có bằng cấp không? Có, em tự cấp luôn. Đây là coi bói ở bên này có bằng như quý vị, có bằng mới được coi. Thấy không, cái khăn không là thấy trả ra thấy quyền bí mà. Có phải xin license giấy phép gì không? Có chứ, đàng hoàng. Rất là đầu tư. Chứ công an vô nhớ kêu nha. Không có công an nha. Police không quan tâm. Cái là vui á, khi mà vui em sẽ nói công an vậy hiểu không? Đây con police nè, anh hay đậu xe trước nhà chị, hỏi thăm chị mày ổn không? Đây, à, mấy kỳ chị nói là tao single, tao ở đây tao hay bị chuyện này chuyện kia, tao rầu lắm. Hiểu không? Có người bạn chị kể thôi, thế là nó chạy ra hỏi thăm chị hoài à. Cái này mày ổn không? Mày có cần gì tao giúp không? Có nào muốn chịu quen người cảnh sát không? Cũng mấy người cua rồi đó, cảnh sát mà không có chính ai hết. Yeah. Vác súng. Sợ. Chị nghe sợ súng. Sợ nữa đem anh lấy súng. Anh không bắn đúng chỗ mà anh bắn tựa lừa. Cái vấn đề là chị Nga sợ súng. Nên là rất là bị ám ảnh. Giờ cái này là coi về cái gì? Chị muốn coi gì chị hỏi. Về coi như làm ăn coi. Như coi làm ăn của chị đi ha. Ừ. Ok. Giờ như làm ăn của chị coi nhẹ nhẹ ha. Chứ còn hỏi mấy kia riêng tư thì mình cắt máy ha. Không, chơi luôn. Để luôn ở gan gì ta. Chúng ta trung thực lắm. Nãy chị xào ba cái cho em đi, cho chị kết nối bộ bài của chị trước ha. Tại vì coi tarot này giống như là nó giống như là kết nối năng lượng thôi. Ừ. Chứ nó không có bó gì hết trơn á. Có cầu nguyện gì không? Không có cầu gì hết trơn. Chạm nó thôi. Rồi, giờ chị muốn hỏi về cái công việc của chị đúng không? Ừ. Công việc của chị giờ chị đang bị rắc rối gì không? Trời ơi, hỏi có bói mà hỏi trước, hỏi có rắc rối gì không, nhưng bắt tôi trả lời vậy trời. Đúng rồi, tại vì giống như cái này là nó giải mã những cái câu hỏi của chị, chứ không phải là em sẽ đoán được trước là chị sắp tới thì chị như thế nào, hiểu không? Nhưng mà là chị đang có cái bất ổn gì trong một khoảng công việc nào đó, thấy không? Thì chị hỏi gì em sẽ coi cho chị. Nói chung là chị thấy đời sống chị bất ổn không là do tâm mình nghĩ thôi, mình thấy mọi sự cũng ok mà. Ok. Bây giờ vậy em sẽ coi chung chung cho chị cái công việc của chị hiện tại trong thời gian ngắn nó sẽ như thế nào ha. Ha. Ok.
Thì cho em 3 lá đi. Đó, nó xòe đẹp quá trời. Học mấy tháng vậy hả? Ê, vậy là phải đi vô casino. Vô casino học cái gì? Tốn mấy ngàn. Phải học casino. Ở nhà em thì có nhiều đồ hơn, nhưng mà tại vì đi qua thì nó đẹp. Hôm nay enjoy quá, được ăn được uống được coi nữa. Tôi là dạng chúng có coi đâu đó, nhưng mà cái rồi cái lá này là lá của chị ha. Trời ơi, công việc của chị thì nó ấm no sung túc rồi. Thấy không? Không? Thấy trái cây không nè? Bán đời ta cũng bị bán trái cây thiệt nè. Nho, quýt, táo, rụng lum. Cái lá này là lá bốn gậy thì nó thể hiện cho sự cái gọi là giống như là một trong một tình cảm thì có cái đám cưới là cái kết quả của nó chị, thì cái công việc của chị cũng vậy. Sắp tới của chị mọi thứ nó đều sẽ thành kết trái hết này nọ hết mọi thứ. À, nhưng mà cái này em vẫn cảm giác á, là giống như là chị phải vẫn có một người đi cùng với chị nữa chứ chị không có một mình chị đâu. Nha, thì chị làm mới có sự thành công đó. Có trai nè, có tráng sĩ. Có tráng sĩ sao, có gì chơi gì mà bị đâm quá vậy? Ai đâm ai vậy? Cái lá này là lá tệ nhất luôn trong cái bộ bài của chị á. Bộ bài này là lá tệ nhất, nhưng mà nó cũng có mang một ý nghĩa nó hay hơn. Là sao? Là sóng gió của chị á, nó đã hết rồi, xong rồi. À vậy hả? Mọi sóng gió bữa giờ nó đã xong rồi, là kết thúc rồi đó. Trời ơi, chị chuẩn bị một cái mới ha. Còn nhưng mà nó sẽ có nhiều điều nó cũng còn dang dở. Cái lá này nè, về tiền bạc của chị vẫn còn dang dở, về tiền bạc nó chưa có xong xuôi nha. Đúng chưa rồi. Xong xuôi, nhưng mà cái kết quả chị đang chuẩn bị làm gì á thì nó rất chị rất là thành công. Nhưng mà riêng về tiền bạc á thì chị vẫn còn dang dở, vẫn còn đâu đó vương vãi, chị phải làm thêm này nọ chị mới xong được gom hết tiền. Đúng rồi, nó vẫn còn nợ ngập mặt đó. Thuyền lớn sóng lớn. Nhưng mà cái này tôi tưởng giống như tôi bị tiểu nhân đâm, bị tiểu nhân mà đâm chết vậy đó. Thì cái này là nó lá bài tệ lắm, nhưng mà coi mà nhìn chung á, nhìn chung á thì đây là đó là chị xong xuôi hết trơn rồi. Hết nghiệp rồi đó. Coi như cái này mình làm gì là phải có người phải đứng bên cạnh, người này người gái. Không cần đâu, không. Nó chỉ là tính cách tôi nhìn vậy thôi chứ mà nó không phải vậy. Có nghĩa là còn cái còn tráng sĩ này là sao? Cái là cái tráng sĩ này tới đâm chị nè, đó. Ghê vậy? Tới đục chị, chỉ cần đục gì người ta đục. Tráng sĩ này thông gì thông. Thông gì thông à, em cũng muốn đục gì anh đục cho hả? Thấy tôi thấy là không có đục tôi mà đục tiền á nha. Tôi thấy đục tiền á, chụp mấy cái hình ảnh đẹp quá. Rồi. Thì chị cho một lá đi để giờ lời khuyên sao cho mọi thứ nó êm đềm hơn ha. Mọi thứ nó đến êm đềm hơn nhất cho chị nè. Nhâm lá nè. Nhà này coi là vô lắm đồ. Vô đồ âm linh âm lịch ở xung quanh không à. Đồ Phật là xung quanh rồi. Ồ trời, cái gì mà sức mạnh quá vậy? Này giống như là chị giống như áo gấm về làng vậy đó. Ghê à? Thì giống như là bây giờ chị phải kiên cường lên. Mạnh mẽ. Chị kiên những kiên cường mạnh mẽ lên thì đây là cái điều chị đang thiếu. Và chị đang giống như là trời ơi, chị không mạnh mẽ sao mà chị sống được tới giờ em. Nói cái này là bản thân mình đó hả? Dạ, bản thân chị có lời khuyên cho chị đó. Giờ chị cần phải cái điều đó giống như, giống như là nói một cách giống như là chị phải thể hiện rõ chị có khả năng chị làm cái gì. Chị tập trung cái đó, chị có khả năng chị làm cái gì. Chứ nhiều khi chị làm nhiều cái quá này nọ, thì bây giờ chị đẩy mạnh một cái của chị thôi. Là chị muốn vinh quang về cái đó thì nó sẽ hợp lý cho chị. Trong cái thời điểm này giống như đầu của mình bây giờ đang muốn làm nhiều thứ quá phải không? Giờ tập trung vô một cái thôi. Tập trung vô một cái đúng không? Yeah. Trời ơi, bây giờ mà mình không làm nhiều thứ là sao ấy. Đúng nói rồi. Chung mình phải trải nghiệm. Đôi khi nó vậy đôi khi giống như em vậy, em làm rất nhiều cái để giống như mình cũng như chị vậy, mình không làm sao mình sống. Nhưng mà nếu mà thực sự có cơ hội mình tập trung vô làm một cái thì mình có thể cover được 10 cái gì nữa. Nhiều khi nó như vậy nữa thì chị đến lúc thì em nghĩ là chị nên như vậy. Ai cũng nghĩ vậy, làm nhiều cái thì mình mới cover được nhiều cái đúng không chị? Nhưng mà thực sự nếu mà tập trung một cái thì sẽ giúp. Giống như giờ nhạc sĩ gì đó chị thấy không? Nhạc sĩ giờ ông viết chúng bài hit một cái là như đâu còn làm gì đó. Nhạc sĩ Việt Nam mà chuẩn bị hết là không làm gì hả? Không cần làm, chỉ cần sáng tác thôi. Xong.
ngày xưa nó còn phải làm này làm nọ, giờ nó chỉ có việc ngồi ở nhà sáng tác bao lâu sáng tác với những Nitro Siro 8.000 bài bình thường thôi. Thì mình chỉ cũng vậy thôi. Chị bán trái cây giờ chị ăn, chị bán 150 và muốn bán ngon bán 300 thùng cũng có người mua. Chúng thùng sầu riêng ngon xuất sắc. Ôi ông nội ơi, mấy cái này là giống như làm chơi thôi, nó có vậy thôi chứ đâu. Em ví dụ thôi, tại vì em không có biết cái của câu chuyện của chị là gì đúng không? Nói chung là giống như là mình giống như tánh chị á, là chị thấy cái gì ấy, cái gì chị ô trên này ngon quá để ăn thử coi mọi người thích không, hiểu không? Cái là tự nhiên cái người ta thích theo mình thôi, chứ không phải là cái đầu của mình có cái ý đó. Giống như mình làm cái gì cũng vậy, giống như mình nói là mình thấy cái này dễ thương quá để coi thử mọi người có thích hay không, hay không ai về mọi người cũng thích thiệt. Ủa rồi xong rồi đó hả? Thì em cất vậy thôi, chị hỏi em lấy tiếp. Rồi giờ coi tới gì? Ủa coi mỗi cái là một cái dạ. Cái bài khác nhau. Em thích vậy đó. Thầy trước lắm. Thầy cũng em thích vậy đó. Hạnh quá à. Ủa cũng... thầy rồi bây giờ là ngoài cái công việc ra thì tới là gì? Cuộc sống hả? Bổ mạng hay là gì? Bổ mạng hay là tình duyên hả? Dạ chỉ có coi công việc cái tình duyên hay bất kể gì. Thì bữa nay là công việc rồi đó. Sức khỏe thôi. Bữa nay công việc là không coi sức khỏe thôi. Tại vì đối với em á, mọi người có cái quy tắc á, sức khỏe thì ra bác sĩ mà coi chứ không có coi bài. Em nói thiệt, em nghiêm túc luôn. Nhiều người đi coi bó vẫn có coi sức khỏe này nọ, không giờ sức khỏe đi ra coi ra bác sĩ có lấy máy ta coi. Đâu giờ coi tình duyên coi. Giờ coi tình duyên của chị ha. Tình duyên chị tương lai ngắn làm sao nha. Cái này mình coi căn bản thôi. Rồi. Xe đẹp vậy ta. Tình duyên của ba lá thôi. Tình duyên nhưng mà lá bài xong nó lạ lạ vậy. Sao nó ma mị vậy? Nè nữ mà lá bài này giới tính nữ, nó giống như hồ ly vậy đó. Chị hả? Dạ, cái hình ảnh nó giống như hồ ly hả? Mà cái này là mình tự đặt nha chị, mình tự cảm nhận mình đặt chứ không phải là... Thực ra coi cái bài này cũng dễ, chị thấy hình ảnh là nói được mà. Nó còn ý nghĩa sâu lắm, tại vì... Phải không? Dạ. Đúng rồi. Mình sẽ sơ, như chung chung, coi chung chung thì nó sẽ chung chung. À, chứ không có nói hết đó hả? Trừ khi á, cái môn tarot này nó cũng hay một cái giống như là... Khi mà người ta đến với em á, là người ta có chuyện buồn. Người thì ta ngồi, người ta kể. Không, người ta ngồi, người ta kể. Khi mà một người buồn á mà được kể ra cái tâm sự của mình á thì họ đã bớt vơi được phần nào. Thì giống tụi như giống em, như thầy bói là vô là để cho người ta chia sẻ vậy đó thì đã thoải mái. Tại vì tarot cho em không phải là giống như là những bói toán hay gì mà là cho chị những cái năng lượng tích cực hơn để chị giải quyết được vấn đề. Đó. Rồi, tình duyên của chị ha. Trời ơi chị. Có chàng nào mà đứng ngay gốc cây đợi tôi vậy? Trời ơi, lá này nữa ha. Lá này nữa nè. Cái gì vậy? Lá này là lá giống hồi nãy đó. Sao giống vậy? Ừ, thì nó cũng là bốn gậy đó. Bốn gậy. Nè, bốn gậy nè, 1, 2, 3, 4 nè. Lá này nữa nè. Cũng na ná giống hả? Y như lá này luôn. Ủa, sao chị nhập bài nó giống nhau rồi ta? Vậy là cái người mà tình duyên của chị là sẽ có liên quan công việc của chị. Ủa vậy hả? Dạ. Yeah. Trong công việc chị là có cái có thể là cái trong sắp tương lai sắp tới là cái tình cảm của chị sẽ có cái người là liên quan tới cái việc thành công của chị nè. Chị có kiên nhẫn, chị kiên nhẫn chờ đợi này, chờ đợi ha. Bạn này nè, cũng chờ đợi đi. Là cái chàng trai đó chờ đợi chị à. Nói chung là cái về cúp á, về cái lá bài cúp nè. Này, tại vì một bộ bài nó có cái bốn hệ à, hệ cúp, hệ gậy, hệ kiếm. Cúp là ý nghĩa là gì? Cúp đó là nó thể hiện, cúp là cái ly nó chứa nước, mà nước là gì, là cái tâm hồn của mình. Dạ. Thì cái lá bài này nó thể hiện đó, nhưng mà chị nên kiên nhẫn chờ đợi chút xíu. Về cái lòng mình nó tịnh chút xíu nữa thì chị sẽ nhìn thấy cái tình cảm của người khác về cho mình. Còn cái này là ai vậy? Người ngồi trên ngựa là tôi hay là anh nào vậy? Cái người này cũng vậy, là chị phải tập trung để làm. Nè, giống như nãy, tại vì mình phải kết hợp cái bài nãy nữa. Là chị tập trung để làm đi, rồi chị sẽ bình tâm lại về cái tình cảm, chị sẽ thấy được cái người đó. Đó, cái này có nghĩa là cái cúp này có nghĩa là phải sao ta? Kiên nhẫn. Yeah. Còn cái này là này chị phải tập trung mạnh lên tiếng này. Giống như chị nhìn cái ly này nè, giống như là cái một người đưa chia sẻ với chị mà chị và coi như là chị không có phản xạ gì hết thì chứng tỏ là có nghĩa là chị không bị cám dỗ. Không phải, chị không bị cám dỗ. Cái lá của nó là ý nào là chị sẽ không bị cám dỗ bởi cái gì, thì bình tâm lại thì mọi thứ nó sẽ đến với chị. Nha. Chị một lá nữa đi. Lá nữa nè.
đó, để làm sao cho nó lòi ra lẹ nè. Tôi với Thành Duyên tôi khó lòi lắm nha. Nó cứ ẩn 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 đồ đó, đó. Chắc về già mới thấy cái ông già nào đó. Chị chưa già hả ta? Trời. Rồi cái gì vậy? Ai mà màu sắc mặt váy giống Leon vậy? Này lại gì đây? Tráng sĩ mặt váy nữa. À, trời ơi, chẳng lẽ đời tôi lại lấy mặt váy tiếp à? Cái câu này ý nghĩa lắm nha. Thôi vậy vậy. Chị tự giải là ok rồi đó. Không, nhưng mà cái lá này không phải, cái lá này nhìn vậy thôi chứ không phải. Ừ. Đó, cái người này, chị á, cái lá nó phải khúc là thể hiện chị về chị phải nó sao ta trải lòng hơn. Ừ. Chị giấu quá, bữa là cái tình về cái chuyện tình cảm chị giấu trong lòng nhiều quá, chị không có trải ra lòng. Mà chứ đối với em thấy thì giờ chị có nói là cũng không ai biết thật hay biết giả gì đó, thì cái dẫn thật thật hơn. Chị cứ trải lòng ra thì mọi người sẽ thấy được cái đầu của chị, bằng người nó sẽ lòi ra. Ủa, có nghĩa là tôi phải tỏ tình người ta trước hả? Thì chị phải thật lòng thôi, chị phải thật lòng trước, chị trải lòng ra nhiều hơn. Trời ơi, tự nhiên lấy cái hình đàn ông mặc váy, chẳng lẽ tôi lấy đàn ông mặc váy, trời ơi. Không, cái hình này là hình thể hiện vậy thôi chứ không có vậy gì. Thể hình này hình gốc luôn á, cái này là cái hình gốc của người xưa luôn. Cái bài của em lá nào cũng đẹp hết trơn, cái mẫu nào cũng đẹp hết trơn á. Lá này là lá năm 800 mấy, hình thì người ta vẽ từ năm 800 mấy. Wow. Cái lịch sử môn này hơn 300 năm à. Ồ vậy hả? Dạ. Yeah. Bữa nào chị rảnh nó chắc chị học tài nghề em không? Chị cũng hỏi với cái này. Sơ vậy thôi. Có xong rồi đó hả? Ừ, sơ vậy thôi. Giờ coi châu dạ, con châu. Dạ, thấy học coi. Ủa ăn sầu riêng nữa hả? Oh man. Nè. Cho nó ăn nữa kìa. Cho nó ăn cho nó có năng lượng. Giỡn giỡn thôi. Chùi tay nữa. Ủa nó có cuốn sách gì vậy? Dạ, cuốn sách thì nó cũng giải á chị. Ê, sao mới nãy mày không coi cái này nè, nó không, hợp với ta nè. Cái bộ này là bộ châu, nó không hợp mấy cái hình này đâu đó. Bộ này bộ LGBT. À, LGBT nữa hả? À, có bỏ chữ LGBT nữa hả? Thấy màu nè, thấy màu. Mày sắc cầu vồng không? Oh, hay vậy ta. Ê, thì coi này là em có coi cho khách không? Nhỡ may trên này người ta điện thoại, ta hỏi chị sao? Thì duyên thôi chị, nếu mà ai kiếm được Facebook của em thì cứ... À, còn là nếu mà ai muốn coi bói bài tarot thì phải điện vô Facebook Cao Bá Thông mọi người. Facebook Cao Bá Thông, inbox Facebook nhắn anh Thông đẹp trai. Coi bói giùm cho em đi anh Thông, đảm bảo Thông coi rất là hay. À, bữa giờ em có coi online được, em có coi online. Qua online được không? Dạ. Ủa nhưng mà sao, mà người ta chia bài được hả? Thì quan trọng, không em chia thôi, nhưng mà người ta quan trọng kết nối thôi chị. Kết nối cái năng lượng thôi. Kết nối cái năng lượng, rồi. Nên bữa đi Hà Hawaii đó, nó ngồi nó coi bói online cho khách luôn. Thôi mà em lòi cho hết luôn. Lòi cho chuyện nhà ta luôn. À, mà chị nghe biết không, bên Hà Hawaii á, nó rất là linh. Cái vùng đất ở Hà Hawaii rất là linh. Ý hả? Yes. Chưa bao giờ em coi buổi sáng được, chị biết không? Chưa bao giờ em coi buổi sáng được. Mà qua bên Hà Hawaii là mới 8 giờ sáng là năng lượng nó đầy. Coi cái là bại ra hết, đọc ra hết. Lòi ra luôn. Dạ. Yeah. Nên là thấy ông chồng nó không biết làm ăn, không biết gì hết, nên là nội tức lỗi. Ủa sao trong này mấy nãy giờ cuối cùng Tình Duyên tôi lấy ai người đàn ông đó là tại sao? Tại vì chị hỏi chung chị hiểu không? Những câu hỏi chung thì nó chỉ có những câu hỏi chung cho chị thôi. Thì bây giờ sao không coi cho chị lần nữa đi, là coi cái người đàn ông của chị sau này là... Ý là lấy Thông nói chị phải hỏi cụ thể, ví dụ chị lấy Leon được không? Đó, ví dụ vậy đó, nếu mà trong cuộc sống chị đang có người này đến với chị, người kia đến chị, thì người nào tốt hơn với chị hay là bây giờ... Em cũng còn biết đó là, nhưng mà chị phải có trong lòng chị đã biết hai người hay là cái người đó có đến chị được hay không. Đến thì nó sẽ như thế nào, ví dụ vậy. Giờ là, nên như là con bó thứ hai kết thúc rồi, bây giờ gọi coi cho Châu đi. Coi cho Châu nhưng đi. Mà lần này thấy chị bước thân lực trước. Vậy hả? Về công việc có những việc trước dướng bận tùm lum. Lần này là thấy xuống xuống vậy đó, không? Chỉ có bị dướng xíu nhẹ thôi. Xíu mà dạ, không? Xíu nhẹ thôi. Nhưng mà lá bài có lá bài mà kết hợp nhau mà đi lên đó, là chị coi suy nghĩ kỹ coi người nào nha, nên nếu thấy thì chụp liền làm liền luôn. Ừ. cái công việc đó làm chung với ai á. Ừ. Okay. Okay. Chứ mình chỉ làm được đâu, chắc chắn một mình không được. Chị làm gì cũng phải có những cuộc cấp thật nơ tới bên. Nói chung là mình phải có người chứ mình sẽ làm nổi. Cả nhà ơi, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn thôi, khuya rồi. Bây giờ là hai tráng sĩ phải đi về chứ không ai phục vụ thứ nha. Có phục vụ tới cái đó à, là không có tới cái đầu nữa. Tới cái đầu, tới cái miệng. À, tới cái ăn không à. Đó là xong rồi. Thôi. Tao tới đầu rồi chứ. Được ăn được lắm. Coi bói là tới tâm linh lên đầu rồi. Tâm linh, nhưng mà mới nãy của Ngọc Châu hay lắm cái gì, nhưng mà Ngọc Châu không có cho nghe. Nhưng mà lát nữa tôi tắt mọi người về tôi sẽ kể.
sức khỏe đời Ngọc Châu ra sao. Thôi bây giờ chúng ta kết thúc chương trình từ đây nha. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Truyền hình đã hết chương trình. Thôi bye bye cả nhà nha. Hôm nay là một ngày lễ mò đây rất là ý nghĩa, rất là vui. Là có Cao Bá Thông nè, có ca sĩ Ngọc Châu ở đây làm bánh căn rồi coi bói bài. Nếu mà ai muốn mua cái bánh ca, cái bếp thì liên hệ với lại Facebook Ngọc Châu. Dạ. Còn nếu mà ai muốn coi bói bài tarot liên hệ với Facebook của Cao Bá Thông, mà cũng tùy cơn lắm. Người ta phải có cơn, người ta thích ta mới coi. Còn những lúc ta không thích ta không có coi đâu nha quý vị. Nhưng mà coi rất hay. Mới nãy coi sơ sơ dưới nhà thôi, tự quay YouTube á. Bài tarot là bài khoai môn. Khoai môn. Chứ nếu mà coi chi tiết là hay lắm. Bữa hôm nay coi chi tiết rồi hay lắm. Thôi, bye bye. Cảm ơn cả nhà xem clip. Bye bye. Bye.